chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và may mắn. Trong Boruto tập 150, đội 7 đã rất vui khi nhận được một nhiệm vụ cấp B. Các nhiệm vụ cấp B thường bao gồm nhiệm vụ ám sát, do thám hoặc bảo vệ ai đó. Sự khác biệt so với nhiệm vụ cấp C đó chính là mối nguy hiểm của nhiệm vụ cấp độ này là một ninja. Ở nhiệm vụ cấp C, kẻ thù duy nhất mà bạn phải đối mặt thường là những tên cướp, kẻ trộm hoặc những tên côn đồ. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ cấp B càng cao thì mức lương nhận được cũng cao hơn. Vì vậy, không có gì lạ khi đội 7 rất hào hứng trước một nhiệm vụ cấp B. Tuy nhiên, trước đó Boruto thực sự đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ cấp cao, đặc biệt là trong anime, có rất nhiều nhiệm vụ được đưa tới với mức độ nguy hiểm khác nhau. Trong video này, hãy cùng mình đến với 8 nhiệm vụ cấp cao mà Boruto đã thực sự hoàn thành. Thứ nhất, chiến đấu với cả Otsutsuki. Tất cả các ninja thuộc tổ chức Akatsuki đều từng được xếp vào loại tội phạm cấp S. Urashiki và Momoshiki có vẻ ngang ngửa hoặc thậm chí mạnh hơn một số thành viên Akatsuki. Vì vậy, mức độ nguy hiểm của họ rõ ràng là cấp S. Boruto có cơ hội đối phó với cả Momoshiki và Urashiki. Cuối cùng, Boruto đã giết thành công được cả hai tên, mặc dù cũng được hỗ trợ bởi Naruto. Mặc dù nhiệm vụ này rất khó khăn, nhưng về cơ bản thì trong cả hai nhiệm vụ, Boruto đều giúp đỡ và tham gia bảo vệ Hokage. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ chính thức, nên có vẻ như Boruto sẽ không nhận được phần thưởng khi hoàn thành nó. Thứ hai, chống lại thế hệ kiếm sĩ thất kiếm làng sương mù mới. Shizuma là một shinobi của làng sương mù và là thành viên của gia tộc Hoshigaki. Shizuma luôn muốn khôi phục lại thất kiếm và đưa làng về thời kỳ huyết xương. Shizuma nổi tiếng trung thành về thất kiếm theo cách của riêng mình. Hắn tin rằng làng đã mất niềm tự hào vì đã nhận một bản chất ôn hòa. Hắn đã tập hợp một nhóm người để thực hiện lại âm mưu của mình. Tham vọng của hắn được biểu hiện khi có ý định gây chiến với làng lá. Shizuma và những người bạn của hắn ta đều là ninja. Vì vậy, khoảnh khắc mà Boruto chống lại Shizuma đáng lẽ phải là một nhiệm vụ hạng B. Tuy nhiên, dù là nhiệm vụ hạng B, nhưng Boruto cũng không nhận được phần thưởng xứng đáng. Thứ ba, vượt qua cuộc đảo chính ở Iwagakure. Đây là một nhiệm vụ thực sự khó khăn bởi vì nó có liên quan đến chủ quyền của một ngôi làng khác và kẻ thù là một con người nhân tạo có thể đánh bại được Jonin và thậm chí cả Tsuchikage. Nhiệm vụ này được xếp hạng vào hạng A hoặc hạng S. Vấn đề là Boruto và nhóm của cậu thực sự không có quyền lực thực hiện nhiệm vụ này. Làng đá chưa bao giờ chính thức gửi yêu cầu cần sự giúp đỡ từ Konoha. Vì vậy, đây nên là chuyện nội bộ của làng họ. Thay vì được thưởng vì nhiệm vụ cấp A hoặc S, Boruto, Sarada và Mitsuki gần như bị tước bỏ tư cách ninja. Đặc biệt là Mitsuki, người đã bắt đầu tình huống này bằng cách chạy trốn khỏi Konoha với băng đảng của Kư. May mắn thay, Kurosuchi có thể khiến Naruto thay đổi ý định. Thứ tư, bảo vệ Kokiri. Mình nghĩ rằng nhiệm vụ này không được xếp hạng B vì một lý do, Naruto tính toán rằng những gì Boruto sẽ phải đối mặt là những tên cướp chứ không phải là ninja. Trên thực tế rằng, Boruto sau đó phải đối đầu với cả Benga, người quản giáo, một người thậm chí sẽ có thể triệu hồi một con quái vật mạnh mẽ. Sau đó, tiếp tục đối mặt với Shukijo, người thực sự là Shoujoji, trùm của băng cướp Mujima. Shoujoji là một ninja, vì vậy nhiệm vụ xếp hạng này sẽ lên hạng B. Mình cũng thắc mắc tại sao Konohamaru lại không được tham gia vào nhiệm vụ này. Xét cho cùng thì nhiệm vụ này có rất nhiều rủi ro và nguy hiểm. Thứ năm, bảo vệ Sukaku. Nhiệm vụ bảo vệ vĩ thú dường như phải thuộc nhiệm vụ cấp A hoặc cấp S, đặc biệt khi kẻ thù là Urashiki, một nhân vật có khả năng sức mạnh vượt qua Gaara của làng cát. Vấn đề là Boruto đã cố gắng tự mình tìm ra dấu vết của Sasuke và vì vậy Boruto bị mắc kẹt trong nhiệm vụ này mà không có đội của mình. Đó là những nhiệm vụ cấp cao mà Boruto đã hoàn thành trước băng cướp Mujina, bảo vệ vĩ thú và chiến đấu với Otsutsuki, đáng lẽ đều phải là cấp S, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, Boruto đều không được phần thưởng xứng đáng. Thứ sáu, du hành về quá khứ. Trong hành trình quá khứ, Boruto và cậu bé Naruto phải chiến đấu với Urashiki. Ngay cả Jiraiya, Sanin huyền thoại cũng bất ngờ trước thủ đoạn của Urashiki. Vì vậy rõ ràng đây là một nhiệm vụ cấp rất cao. Thứ bảy, nhiệm vụ cứu Konohamaru và Mugino. Konohamaru và Mugino mất liên lạc với Konoha khi đang điều tra vụ khinh khí cầu rơi của Kara. Vì đội 7 ở gần địa điểm nhất nên họ đang điều tra. Sau đó đội 7 đã phải chiến đấu với Ao, một kẻ thù cấp Jonin. Có một vấn đề xảy ra với Kawaki khiến Garo, một thành viên của Kara xuất hiện. Sau đó là sự xuất hiện của Kashin Koji, người có sức mạnh ngang ngửa với Sanin. Đây thực sự là một nhiệm vụ cấp cao. Thứ 8, chống lại Ichiki. Ichiki là kẻ thù có mức độ nguy hiểm vượt xa cả Momoshiki. Boruto tham gia chiến đấu với anh ta khi Ichiki chuẩn bị giành lại Kawaki. Thật không may, Boruto sau đó trở thành một mối nguy hiểm sau khi chakra của cậu ta bị cạn kiệt và cơ thể của Boruto đã bị Momoshiki chiếm lấy trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, đó là một trận chiến khó khăn đến mức Naruto và Sasuke đều đã bị áp đảo. Vì vậy, đây là một nhiệm vụ có cấp độ cao đến nỗi mà có lẽ ngay cả Jonin cũng không thể hoàn thành. Trên đây là 8 nhiệm vụ cấp cao mà Boruto thực sự hoàn thành trong bộ phim Boruto.
hy vọng Boruto sẽ tiến bộ hơn nữa để gánh vác trọng trách bảo vệ làng lá trong tương lai khi mà Naruto đã bị giảm sức mạnh đi quá nhiều vì mất Kurama. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ý kiến của các bạn về video này như thế nào? Hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.